Thầy xin nhắc thêm mấy con thấy, một con người bằng xương bằng thịt, mấy con cứ nhìn thầy cũng giống như mấy con không, cũng biết đau, cũng biết thương, cũng biết ghét, cũng biết giận, biết hận. Thế mà đi trên con đường của đạo Phật mà một con người như thầy làm được, thì xin rằng mấy con cũng làm. Bởi vì thật sự thầy cũng bằng xương bằng thịt, cũng bằng cha mẹ sinh, chứ không phải là một con người ở cõi nào biến hóa ra đây, mà chính là con người thật sự. Thầy có cha, có mẹ, có quê hương, có tổ tiên, có ông bà thẳng hòa, bằng xương bằng thịt. Mấy con lấy cây, mấy con đánh thầy, thầy cũng biết đau như người khác đánh con vậy. Thì thầy tin rằng con cũng vậy. Ngày sáng hôm nay con về là có một cái nhân duyên rất lớn. Ngày xưa mấy con biết không, thầy cũng tu tập nhiều đời chứ không phải một đời, do hạnh mà ăn ngày một bữa với xuyên ăn, mà thầy đã đi cùng khắp nước khắp nơi. Rồi trong cái tiền kiếp đó, mấy con cũng là những con người, mấy con cũng cũng vừa dù là một bữa ăn, thì ngày hôm nay mấy con cũng gặp thầy. Nếu mấy con biết rằng một bậc chân tu mà người ta ôm bình bát đi sinh, mấy con chỉ cần sát xớt cho họ một bát cơm thôi, đời sau mấy con có duyên gặp họ, nếu họ là người tu tu thì mấy con sẽ. Mà ngày xưa Đức Phật gọi là quá duyên đồ chúng, chứ không phải là Đức Phật cần thực phẩm để ăn để sống. Cũng như hôm nay thầy có ăn, có thực phẩm ăn thì ăn, có cúng dường thì ăn, mà không thì ngồi thiền còn sung mãn biết mấy. Các con thấy như thầy chân thành, hôm nay thầy ngồi thì tu pháp thân mình sung mãn, nó làm cho thầy không có đói, không có khát. Ngày này qua ngày kia thấy hạnh phúc vô cùng, đâu cần gì thực phẩm. Cho nên trong thời Đức Phật, một hôm ngài đi sinh thì có một bác nông dân ở dưới ruộng thấy Đức Phật đi sinh, thì ông đến bên Đức Phật, ông nhìn vào bình bát, ông cười, rồi ông đi xuống ruộng ông cả. Đến khi trưa Đức Phật đi về thì ông chạy lên, ông cũng nhìn vào bình bát, ông thấy bình bát không có hạt cơm nào hết, thì ông mới nói với Đức Phật như thế này: ông không cày ruộng như tôi mới có lúa ăn, thì ông đi xin người ta làm cho ông. Thì Đức Phật không phải ta cần thực phẩm, mà ta cần gieo duyên để độ chúng sanh, chớ đối với ta cần gì phải ăn, ta chỉ cần ngồi thiền là thân chúng ta, là thân đã đầy đủ sinh mạng sự sống rồi. Thật sự đúng mới thôi. Khi mà tâm mình bất động rồi thì lúc bây giờ có một cái trạng thái rất là an lạc về sinh mạng, quên cả đói, quên cả ngủ, mà rất an ổn, rất khỏe khoắn trong thân người. Cho nên thầy làm việc nhiều, nhưng mà chỉ cần tầm 1 giờ, 2 giờ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, bất động tâm, thì ngay lúc đó nhận thấy mình như thọ dụng những chất bổ dưỡng rất đầy đủ, làm cho cơ thể không còn thấy mệt nhọc nữa, rồi tiếp tục ngày hôm sau dựng lại được. Thì mấy con thấy Phật pháp rất hay. Cho nên thầy mong rằng mấy con hãy tu đi, rồi mấy con bước được vào ngưỡng cửa, nếm được mùi vị giải thoát, thì chắc chắn mấy con thấy cuộc đời này không có gì hơn được. Chỉ vì hôm nay mấy con chưa nếm được mùi giải thoát mà các con thấy tu tập quá đúng. Thầy đã thấy một số người tu giữ giới không nghiêm chỉnh, cho nên làm sao nếm được mùi giải thoát của đạo Phật được. Trừ ra chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta mới nếm được mùi vị. Cho nên Đức Phật nói trong bài kinh ước nguyện: nếu ước nguyện một điều gì thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện điều đó sẽ đạt được. Đúng vậy, Đức Phật có nói nếu chúng ta muốn nhập sơ thiền, tam thiền, tứ thiền thì giới luật phải nghiêm chỉnh, do giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ đạt được. Như vậy thầy chân thành ở đây, đầu tiên thầy còn được hai bộ đồ mà nhưng tu thì cũng có kết quả, nhưng cuối cùng thầy nghe vợ về giới luật thì buông xả, còn phải y một bát, nghĩa là còn có một cái áo tràng mặc như thế thầy như thế này, và một cái đồ ở trong đồ ngắn đó. Còn bao nhiêu thầy cho hết, thầy chỉ còn bây giờ mặc cái áo tràng thì giặt cái bộ đồ, mà các con biết khó lắm mấy con. Phải biết lựa cái giờ nào mà giặt. Mỗi lần mình muốn giặt mình hai bộ đồ, mình giặt giờ nào cũng được. Cho nên mình phơi suốt cả buổi nó khô. Còn bây giờ mà tối mà giặt thì
hoặc cái giờ nào mà giặt nó không hợp, thì tới chừng cái giặt cái áo này thì nó không có cái bộ đồ mà. Cho nên phải lựa giờ giặt đâu nó ra đó, để khi cái áo này thay thì mặc cái bộ đồ kia, bộ đồ kia mặc thì cái áo này thay ra giặt. Mà ví dụ như bây giờ thầy thuyết giảng xong mấy con rồi, thầy giặt bây giờ tới chiều cái bộ áo này nó sẽ khô, cho nên thì ra khỏi cái phòng này thì đem thì thay cái áo này thì giặt, để chiều thầy lấy thầy mặc, cho nên thì thay cái bộ đồ tâm thì giặt. Đó là đời sống bá y một bát đó. Cuộc sống rất là mới đầu thì thấy nó rất là khổ, nhưng mà cuối cùng thì hôm nay thầy nói như vậy con thấy hạnh phúc quá, nó không có bề bộn nhiều như nữa, nghĩa là cái này mặc thì cái kia giặt, nó làm cho con thấy hạnh phúc, và đồng thời cái thời gian mà tu tập nó nhiều hơn, nó không có bận rộn nhiều được áo hoặc kia, cho nên con thấy đúng là hạnh phúc thật. Mà từ đó lại bệnh đau trong thân con, tác ý bệnh nào hồi đó con phải tác ý nó cả 5-10 phút nó mới lui được cái bệnh. Bây giờ con chỉ nói họ vô thường đi cũng được, con chỉ nói như vậy thôi, thì con nghe thấy cái thân con nó không còn đau nhất, thậm nhiên cái răng thì lớn tuổi răng nó già, nó lưng lơ, nó thay nó rụng, cho nên nó hay bị lưng lơ, nó bị nhức. Thầy bảo họ là vô thường, răng này không có đau nữa nè, thì chỉ cần nói vậy thôi rồi nó hết đau liền. Thì có con biết cái giới luật của Phật rất tuyệt vời, thì nó không ngờ khi mà giữ giới nghiêm túc thì cái lệnh của mình nói đâu nó làm đó, nó còn hay. Còn cái kia hồi đó mình tu tập gần giới mà giới luật nó hơi lỏng lẻo, nó chưa được nghiêm, do đó nó phải tâm ý từ 1 phút cho đến 5 phút, có khi nó từ 30 phút nó mới hết cái bệnh, thì đủ biết rằng nó chưa thanh tịnh cho nên nó lâu, mà nó thanh tịnh thì nó mát. Đó là để chúng ta thấy được cái giới luật của Phật là giới vô lậu thật sự, nó làm chúng ta không còn lậu hoặc nữa nha. Cho nên hầu hết người ta coi thường giới, cái giới luật hay lắm. Giới luật là đức hạnh và phạm rất tuyệt. Bây giờ thì mấy con nghe thầy ca ngợi giới là tại vì thầy sống giới và thầy thấy kết quả của giới, thầy muốn truyền dạy lại cho mấy con những cái pháp rất tuyệt vời.